Mình đi đến đây. Ui. Wow, ôi. Ôi, trúng bánh, đâu chưa? Trúng bánh luôn nha. Quá trúng bánh. Rồi, từ từ nha, từ từ nha, mình sẽ bắt con mực này cho mọi người xem. Thử cho mọi người này. Bác ấy vừa cuốc rồi này. Quật giá thử quật không con luôn. Nhưng mà mỗi cái là nó hơi nhỏ. Ừ, không, cái giống này cho mọi người. Giống này nó thế này mọi người. Còn lại tiền nó cao. Đây. Ôi giời ơi, đấy. Đúng chưa? Đấy. Đây là trúng quả này. Đấy mà con thỏ nhá. Quay gần đấy, đúng, liên tục này. Nó phóng nhà như vậy có thấy không? Nhiều đây đấy. Chỗ này là nhắt cuốc này thì phải được mười mấy con. Đấy. Đấy, vẫn còn đây đây. Đâu, quả. Đấy, cái đỏ quá nhỉ. Quá thì vẫn để cho nó lớn. Nó lớn nhỉ? Phải cho nó lớn chứ. Ồ, giờ mình đang đi tìm tôm. Ôi, đây có một con mọi người ạ. Ở lại được một chú tôm vằn. Đây, nhặt về đi. Ấy trời ơi, đây tôm này. Đây lại một con nữa này. Con này to nhỉ? Ờ, được đấy. Hôm nay là một ngày may mắn. Từ từ tìm xem nào. Kia rồi. Chờ. Đây lại. Ơi, cái chỗ bãi này. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của giáo sư Tung Tăng. Hiện tại mình đang ở ngoài một bãi biển và xung quanh rất nhiều số vẹt. Và ngày hôm nay mình sẽ có một cái trải nghiệm đi ra biển để xem có bắt được con gì không. Mình mời mọi người sẽ cùng đi cùng mình nhé. Đây bây giờ đoạn này cái nền đất cát là tương đối cứng nên bọn mình vẫn có thể di chuyển bằng xe máy. Đấy, hai bên này là cây mẹt. Và thời điểm này là nước thủy triều đang xuống rồi mọi người. Buổi sáng là chỗ này là nó cổng kín luôn. Thế là mình đã được đi ra tận quét biển bằng xe máy. Một cảm giác rất là chill. Đây mọi người có thể thấy được. Thì nước thủy triều rút xuống là người ta đổ trên cảng. Đi ở dưới ngoài bãi biển này phải đi ở dưới các con lạch mọi người nhá, thì nền nó mới cứng. Còn nếu mà không biết thì rất là khó đi, thì sợ bùn nó sẽ bị lún. Đấy, đường đi ra biển rất là gian nan đó mọi người. Đến đây đi qua một cái lạch rất là rộng. Đấy, và kia rồi, phía xa kia mình đã thấy một số người, người ta ra trước mình. Đấy, người ta đang cuốc những con ngao, con nghêu. Đây, hiện tại mình đã đến cái vị trí này là một cái chòi trước mặt này. Đây là cái chòi của ngư dân, người ta nuôi con nghêu nha mọi người ạ. Đấy, nghêu thì người ta mua giống về, sau đó là người ta sẽ thả xuống đây. Và bốn xung quanh là có các cái lưới này. Đây mọi người này. Đấy. Cái lưới này cao tầm khoảng 70 phân. 70 đến 80 phân. Đấy, và mọi người có thể thấy cái hàng cọc này là có rất nhiều những con hà nó bám vào nha. Đây, những con hà bám vào, mọi người thấy khủng khiếp chưa? Đấy, cả cái khu vực này là có rất nhiều các cái bãi người ta nuôi nghêu. Xung quanh mình đến được rất nhiều các cái chòi. Đây, của người dân nuôi nghêu nhé mọi người.
đang đi ở dưới yên dưới biển đấy mọi người đây. Đấy, và có rất nhiều các cái lỗ của này, mọi người thấy này, những cái lỗ này là có thể có những con cá bống đấy, nó ở trong lỗ, ở trong hang ấy mọi người. Đây, vừa ra đến biển và nãy giờ là đã nhặt được đây mọi người, thành quả đây. Đầu tiên đã có một con cá bống và hai con ấu hương nha mọi người nhé. Và sau đó bây giờ chúng mình bọn mình lại tiếp tục đi. Khi nước thủy triều rút xuống thì nó hiện lên vô vàn các cái lỗ nhỏ nhỏ này mọi người này, và rất là trong veo nhá, trong lắm. Đấy, và dưới này sẽ có ví dụ là có thể có những con móng tay này đấy, hoặc là những con cá bống này, những con còng cấy này, rất nhiều luôn. Đây, bây giờ mình sẽ review cho mọi người mình con mực này, con này hơn bao nhiêu thế này, con này hơn bao nhiêu mọi người ơi. Không tưởng tượng nổi. Giáo sư bắt được con này hơn 3 cân. Giáo sư làm gì đây? Chúng quả quá mọi người ạ. À. Lần đầu tiên đi biển và được con mực to khổng lồ. Kiếp chưa? Ui giời ơi, tuyệt vời chưa? Chú cho chú cảm nghĩ nào. Mực mai nha mọi người nhá. Thầy cảm nghĩ nào. Đấy, ôi. Thật ra trong đời mình năm nay là 50 mấy tuổi rồi mà bây giờ mới thấy một con mực to như thế này là mình tự tay mình bắt được. Wow, sướng nhỉ. Đây là bọn anh nhặt được chứ nhỉ? Đi ra biển nhặt. Bắt. Tí mình cứ đi dọc chân lưới này là đúng rồi. Gì mình sẽ đi xong nữa, đưa mang cái giỏ. Mang cái giỏ anh. Khả năng để vào cái giỏ này nó chật giỏ đấy. Cứ đút vào đã. Từ để. Cứ đút vào đã. Chật. Ôi giời ơi. Ôi trời. Đây là mấy cân? Chật có đây 4 cân. 3 cân mấy 4 cân. Này, trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Thế này thì mệt lắm. Sướng nhỉ? Quá phê. Em ơi, tí mình cứ đi dọc chân lưới này. Đi dọc hết chân lưới. Ôi phê lắm mọi người ạ. Cảm giác bắt được con mực. Phê thật. Chụp anh lại. Đấy. Anh cầm con mực lên. Review chi tiết cho mọi người con mực cận cảnh này. Đây, lúc nãy mình và Caramel quay giúp mình. Đây, mọi người thấy không? Râu dài chưa này? Úi giời, râu dài đến nách. Đây. Sướng nhỉ? Chất lượng chưa? Tươi nhá mọi người nhá. Đây, mắt em ở đây. Cảm giác rất là rô mốt luôn. Tuyệt vời. Bây giờ mình đi dọc tiếp. Đấy, tem của mình đi dọc dọc tiếp xem biết đâu lại bớt được một con em mực nữa. Mình đi ở ra ngoài biển thì sẽ có rất nhiều điều bất ngờ mọi người ạ. Đấy, ở đây có rất nhiều những cái vỏ con ngao nhá mọi người ạ. Đây những con đây là con ngao này, mình giới thiệu cho cả nhà. Đây con ngao này đấy, và đây là một con ngao mình nhặt được này. Đây, ngao xịn sò luôn nhé. Đúng này, còn là ngao đen đấy, hoặc là ngao vàng. Ngao ăn rất là ngon đấy, mình bây giờ sẽ đi ở các cái chân này để mình nhặt. Đấy, được hai con rồi này mọi người, tuyệt vời chưa. Xem đây là vỏ ô. Đấy, nó cũng có đi biển nó cũng có rất nhiều điều thú vị. Ô, đến cái chỗ này mình lại gặp được mấy chú ngao liền. Một chú, ba chú, năm chú. Ô, đây không phải nhá mọi người, là cái vỏ. Đây, mình sẽ đi men men theo cái chân lưới này để mình đi nhặt ngao. Mình bắt đầu thì chiến dịch mình đi nhập đi tìm xem là những con tôm là nó bị cạn thì nó sẽ ở trên có cái vũng. Úi, đây rồi, may quá. Ôi mọi người ơi, có hai mình đã gặp hai chú tôm này rồi. Đây, hai chú tôm tôm sắt nha mọi người nhé. Quá, mình vừa đến kịp thời. Đây rồi. Úi, một chú. Đây, mọi người thấy là nó đang nấp nấp xuống này. Đấy, ví dụ như là mà không đi nhanh nhá thì không thể phát hiện ra được. Đấy, đâu rồi bưởi ơi. Đấy xời, hai chú tôm luôn nhá mọi người. Đấy, thành quả đấy mọi người, rất là tuyệt vời luôn. Hai con tôm sắt, tôm này là cũng rất là mắc tiền nhá mọi người nhá, những cái tôm này
Đấy, theo mình được biết là Trung Quốc, bên Trung Quốc họ cũng rất chuộng loại tôm này. Đấy, tôm sắt, ngoài mình gọi là tôm sắt, mà còn có thể có một tên mỹ miều nữa là người ta gọi là tôm hải quân ấy, mọi người ạ. Rất chiêu luôn, tuyệt vời. Mình đi sát sát cái chân của cái hàng rào này, với bờ dậu này mình thấy có một con so này mọi người này, đây là con so này, một em so, mắt cho mọi người xem nhá. Đây, con so này là nó là một dạng họ hàng của nhà Sam ấy mọi người. Đấy, nhưng mà con này là không ăn được vì nó rất là độc cho mọi người nhé. Đây, con so này. Đấy, họ hàng của nhà Sam đây mọi người ạ. Và con này không ăn được đâu. Đấy, ăn vào là dễ say và dễ bị ngộ độc lắm. Con này nó cũng rơi vào tầm khoảng 2 lạng. Đây, mình thấy có một con nó bị chết. Con này ngửa bụng rồi. À, có cả một con cá ót. Ót mọi người. Và chỗ này mình thấy có một con sứa này. Đây, con sứa này mọi người. Đây, con sứa này nhỏ này. Đấy, con này mà ấy mọi người thì ngứa lắm, rất là ngứa. Mình sẽ khều nó ra cho mọi người xem nhá. Xem em sứa ra nhá. Đây. Đấy, đây là một con sứa này mọi người. Một loài nhuyễn thể. Đấy, và bây giờ sứa, con sứa này người ta hiện tại đang đến mùa và người ta đang đi vớt sứa. Đấy, đang đi vớt sứa để bán sang cho Trung Quốc, họ thu mua sứa rất là nhiều. Con sứa. Ngoài ra lại thấy có một số con cá này, mắc vào trong lưới này. Nói chung là đi ra ngoài biển này có gặp rất nhiều điều thú vị. Cũng giống như là lúc nãy mình nhặt được một con mực ấy, có một con mực mai rất là khủng mọi người ạ. Hôm nay trời nó cũng mưa, nó cũng rất là mù trời. Đây, mình giới thiệu cho mọi người, đây là những cái con ốc. Có rất nhiều những con ốc, ốc này nhỏ nhỏ đấy mọi người nhé. Rất nhiều luôn. Đấy, ở cái bãi này rất nhiều những con ốc này. Và cho mình được biết là có một loại ốc mà nó khác loại này một chút. Tôi đang khác loại này một chút thì Trung Quốc họ vẫn luôn thu mua. Đấy, họ vẫn cứ thu mua về để họ chế biến. Đấy, những con ốc này nhiều luôn mọi người. Mình vẫn đang đi trên đường đi tìm những chú tôm nó mắc cạn để hy vọng xem là hôm nay có được một bữa không. Mình di chuyển đến khu vực này, mình thấy có một cái chòi. Cái sòi cũ ta bỏ hoang này. Và bốn cái cột mọi người thấy là nó bám hà này, những con hà nó bám mà. Bám thành từng búi một luôn. Cái sòi này là người ta bỏ đi rồi. Gỗ này hình như là gỗ mạch đàn hay sao. Gỗ rất là chắc chắn. Hà nó bám vào. Khi mà nước thủy triều lên thì nó sẽ lên đến tầm giữa của cái cột này nhé. Thủy triều lên nó rất là lớn. Đây, và mình tiếp tục thấy người dân người ta đi biển, tiếp tục vẫn đi, trời vẫn đang mưa. Đấy, người ta đang đi xe máy ở ngoài biển đấy ạ. Mọi người thấy hay chưa? Đi cẩn thận đó, ngã đấy. Mình thấy có hai người đang mất đây con gì, mình đã lẽ ra mình review cho mọi người nhé. Đấy, được đi vất vả chưa này, được đi vất vả. Đây, mình thấy các bác đang cuốc con sâu đất nhé mọi người nhé. Đấy, ở chỗ này có hai bác đang cuốc sâu đất này.
Đây cũng rất là vất vả nha, mà trời đang mưa mọi người ạ. Trời mưa to quá. Mưa ướt hết người. Đây trời mưa lắm mọi người. Đây mình cái review cho mọi người xem là bác ấy cua con số đất. Để con số đất này mọi người. Nhỏ nhỏ thôi, nó không được to lắm. Đây, đây là con số đất nha mọi người nhé. Đấy, hoặc là ngoài mình có một cái tên mỹ miều nữa, người ta gọi là con bông thùa. Và những con này nó nhỏ quá, nó nhỏ nhỏ thôi. Đấy, qua đây mọi người thấy là cái nỗi nhọc nhằn của người nông dân này. Đấy, mà đi ra biển vào những cái ngày nông nhàn này. Số đất này. Trời mưa, đang mưa cũng rất là nặng hạt. Đây mọi người thấy đường đi nó gian nan như này. Để đi ra ngoài biển kiếm ăn rất là gian nan đó mọi người nhá, mà trời vẫn đang mưa. Tiếp tục là cái nhát này là cũng mình thấy cũng tương đối nha mọi người nhé. Tương đối rồi đấy. Tương đối này. Để lên cái tay cho mọi người xem rồi. Đấy, đấy, sản phẩm đây mọi người nhé. Đấy, đây những cái con này gọi mình gọi là con run. Bông thùa, có tên nó là bông thùa. Gần đây vẫn gọi là bông thùa. Đấy, cuốc rất nhẹ nhàng. Đấy, cuốc này. Đấy, cứ mỗi nhát cuốc là nếu mà may mắn có được 5-6 con. Mười mấy con đấy, có. Mấy con có này. Đấy, chỗ này có một con này. Đấy. Đấy, 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 đạt rồi. Chỉ nói vậy thôi nhưng mà mình độ quen. Đấy. Thế toàn này đi cuốc ở chỗ chân rộng này như? Đâu, cuốc ở trong kia. Đấy nhá mọi người nhá, khi mà đào cái con bông thùa ở cái vùng này, ở ngay cái khu vực này, chính xác hơn ở khu vực này thì thông thường sẽ hay đào ở chỗ chân lưới. Chỗ cái chân lưới này thì nó sẽ có nhiều hơn mọi người. Con nhỏ đó, con nó nhỏ thôi nhưng mà cứ mỗi nhát cuốc cũng được 2-3 con, 3-4 con đấy, cũng gọi là có sản phẩm. Đấy. Cũng có cái động lực đấy mọi người này. Đấy. Thì cuốc cho nhiều. Đấy. Con nhặt nhiều. Đấy những cái đấy là thường thường là sẽ cuốc ở chỗ cái chân chân của cái lưới. Đấy, phần này là người ta bỏ đi rồi mà mọi người. Vì cái chòi này người ta đây, mọi người thấy cái chòi kia không? Đấy, người ta bỏ đi rồi. Thì mới ra đây cuốc hoặc là mót lại. Đây cái bãi này là rất nhiều hà nhá. Đấy mọi người. Rất nhiều cái vỏ hà. Đất bùn nhé mọi người nhá, lưu ý là con này nó hay sống ở nơi đất bùn. Vừa cát vừa bùn. Vừa cát vừa bùn. Bùn không, đấy. Bùn không, không được mà cát không thì không có. Đấy, nhát này nhiều này. Đấy, tôi dưới này này. Bùn cát. Đấy. Nhát nó có nhiều này, nó có cái động lực. Nó sẽ có động lực đây. Nó cho mấy lại đi. Đấy, đây này, hiểu chưa? Đấy. Tuyệt vời. Hiện tại trời vẫn đang rất là mưa. Mưa rất to và bây giờ mình rời khỏi chỗ hai vợ chồng các bác ấy cuốc giun, cuốc con bông thùa và bây giờ mình tiếp tục mình đi tìm tôm. Xem là có nhặt được con tôm nào không. Nha, tiếp tục đi nhỉ. Chú sóng mình này, tiếp tục đi. Đây mời con gì đây? Lại được một cái rồi. Em ngao thẻ lè này mọi người này. Đây nó ngao này. Thẻ lè nhá, nó đây đây nó thẻ lưỡi của nó ra này. Gì? Vớ. Đây, đã được thêm nghêu nhá mọi người. Đấy, đây con nghêu trắng nhá. Đây, lại tiếp tục. Ở khi hôm nay về bữa. Đây rồi. Bắt mình bây giờ cũng hơi kém kém vì nó cây cây nó mưa. Đây này, hình như đây con nữa sao này. Ồ không phải, đây cái vỏ. Đây là cái vỏ. Đây đây đây. Ơi, đây đây đây. Đây nha. Tuyệt được quá. Mọi người xem này. Đấy.
đây này. Hôm nay nói chung là mình hơi cá kiếm đấy mọi người. Nghêu hơn, ok. Cứ thế này mà nhặt nhá. Hôm nào mọi người ai có thích đi bắt nghêu mà sẽ đi cùng với giáo sư Tung Tăng nhé. Mình sẽ được mọi người ra hai biển chỉ nhặt nghêu. Đấy, một con nghêu. Thì mình nói cho mọi người là mặt cái bãi này thì là nhiều lúc là vứt bỏ rất nhiều luôn. Đấy, mình cái bãi này thực ra là người ta đã thu hoạch rồi, nên là mình kiểu như là mình đi mót lại, đi mót nghêu luôn. Thế thì là đồng ra là mắt phải nhìn, vì là cái vỏ và cái con nghêu ấy nó gần như là tương đồng với nhau, nên là phải nhìn rất là kỹ. Đây này. Không phải, đây là cái vỏ. À đây thôi. Đấy. Thôi cứ thế đi vào nhặt thôi. Vỏ. Mọi người ạ. Đấy. Đây là con thật đây. Tiếp tục. Đấy là một em. Trời nó mưa quá. Đây. Nhìn không nhìn thì sao biết đâu mà mò lắm. Khó. À đây. Đây rồi. Hai em. Hai em. Đây. Đây rồi, một em nữa. Chẳng là được một em. Rất là hay nhá. Tiếp tục này mọi người này. Đấy. Cứ phải đi xem nhìn rất là kỹ bởi nó lẫn con sống và cái con cái vỏ ấy thì nó lại đan xen với nhau. Đây rồi. Ô không phải. Cái vỏ. Đấy, đã có hai em. Em ở đây. Đây, mấy em đây nữa này mọi người. Đây rồi. Tiếp tục. Tiếp tục đây nữa rồi. Đây là con nghêu trắng mọi người ạ. Đến đây là trời nó bây giờ nó mưa quá. Mình cũng xin phép mình dừng video tại đây. Mình hẹn mọi người các video sau. Xin chào mọi người.